Sau 3 tháng thi công, công trình cải tạo điều chỉnh nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ, Xô Viết Nghệ Tĩnh trên địa bàn phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ có tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác. Phản ánh của phóng viên thời sự. Nút giao Nguyễn Hữu Thọ, Xô Viết Nghệ Tĩnh có lưu lượng phương tiện hỗn hợp lưu thông rất lớn. Trước đây thường xảy ra xung đột giữa dòng xe đi thẳng với dòng xe chuyển hướng nên dẫn đến ùn tắc trong giờ cao điểm và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cao. Nay nút giao được cải tạo, điều chỉnh theo hướng từ điều khiển bằng đèn tín hiệu giao thông 3 pha độc lập cho các hướng. Theo đó, xe con, xe máy, xe thô sơ đi thẳng liên tục theo hướng Nguyễn Hữu Thọ, Cách Mạng Tháng 8. Hướng xe đường Xô Viết Nghệ Tĩnh được rẽ phải liên tục đi Nguyễn Hữu Thọ theo phân làn. Hướng đường Nguyễn Hữu Thọ rẽ phải đi Xô Viết Nghệ Tĩnh, trong đó tách riêng giữa dòng xe máy, xe thô sơ với xe ô tô, container. Đối với dòng xe đi thẳng và rẽ trái, trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng đi Nguyễn Tri Phương phải theo hướng dẫn đèn tín hiệu giao thông. Riêng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rẽ trái đi Nguyễn Hữu Thọ được cải tạo thành 4 làn xe, trong đó phân chia độc lập giữa hai dòng dành cho ô tô và xe máy, xe thô sơ. Qua khoảng nửa tháng vận hành, thứ nhất là về liên quan tới tiến độ công trình thì đến nay là công trình đã đảm bảo đúng theo tiến độ của Sở Giao thông Vận tải giao ạ, đã đưa vận hành nút. Và trong quá trình mà triển khai theo dõi mà lưu lượng xe thì hiện nay tất cả xe dòng xe mình hiện nay nút mình đang vận hành chế độ 3 pha nên tất cả các dòng xe chạy rất đảm bảo, không có cái hiện tượng mà kẹt xe các vị trí. Thấy rằng một tuần qua là thay đổi được cái vùng bên này á, thành ra là một cái đường luồng theo phương tiện giao thông là theo luồng thông minh, thì tôi có một cái lợi thế là phân đường luồng là xe nào là theo đường xe nấy đi, là cái tình trạng tai nạn xảy ra là được rồi, đã giải quyết được cái tình trạng đó. Qua tuần đầu đưa vào vận hành thử nghiệm vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện vào nút độc lập thông suốt, không còn xung đột như trước đây. Tuy nhiên, tình trạng xe máy đi ngược chiều trên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ khá đông, mặc dù các cơ quan chức năng đã lắp đặt biển cảnh báo. Là cái tuyến đường mà từ cái vỉa hè là bên phía bên tay phải này á, là có một cái khuyết điểm á, là tất cả những cái luồng mà xe thô sơ á, xe ô tô á, xe mô tô á, là còn đi ngược chiều. Thì theo tôi á, là cũng nên một là lắp đặt camera để quan sát những cái tình trạng đó để giảm thiểu, hoặc là những anh cơ quan cảnh sát giao thông ấy, thỉnh thoảng có đi viếng sơ qua để là người ta biết rằng cái trật tự nó vẫn có quan sát thường xuyên để cho người ta về chừng, để cho cái luồng mà giao thông nó thông thoáng hơn. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực nút giao, khi đưa hệ thống đèn tín hiệu 3 pha vào hoạt động, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đà Nẵng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ hướng dẫn tổ chức giao thông trong giai đoạn đầu, tăng cường tuần tra, xử phạt các phương tiện xung quanh khu vực nút giao thông này.